Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động của Truyền hình Nhân dân. Tiếp theo chương trình là phần tin vắn quốc tế. Hỏa hoạn bùng phát tại một khu chợ hải sản lớn ở huyện Seocheon, miền Trung Hàn Quốc, thiêu rụi 227 cửa hàng, nhưng may mắn không gây thương vong về người. Theo hãng tin Yonhap, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 23 giờ đêm ngày 22 tháng 1. Lực lượng cứu hỏa gồm 361 lính cứu hỏa và 45 phương tiện đã được huy động tới hiện trường và khống chế được ngọn lửa sau đó khoảng 2 tiếng. Khi ngọn lửa bùng phát, may mắn không có người bên trong khu chợ nên không có thiệt hại về người, nhưng 227 trong tổng số 292 cửa hàng đã bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Ngày 22 tháng 1, chính quyền thành phố San Diego, bang California, Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến phố. Lũ lụt xảy ra tại thị trấn Guarneville, phía bắc San Francisco vào sáng sớm sau trận mưa lớn, với lượng mưa lên tới 10cm kéo dài trong 24 tiếng. Chỉ trong khoảng 3 tiếng tại National City đã ghi nhận lượng mưa lên tới 7,6cm, trong khi tại sân bay quốc tế San Diego là 5cm, vượt xa mức trung bình của cả tháng. Nước lũ đã cuốn trôi nhiều phương tiện tại nhiều khu vực ở San Diego. Trong bối cảnh chịu áp lực về chi phí sinh hoạt tăng cao, ngày càng nhiều người Australia phải vật lộn để trang trải các chi phí thiết yếu cho các con bắt đầu năm học mới. Một cuộc khảo sát gần đây thực hiện với 1.039 người cho thấy 30% số người được hỏi không thể chi trả các chi phí thiết yếu như văn phòng phẩm và đồng phục. Trong đó, 11% số phụ huynh được khảo sát cho biết sẽ phải đi vay để chi trả chi phí tựu trường, trung bình là 2.547 đô la Australia, tương đương hơn 41 triệu đồng cho một học sinh tiểu học, và 4.793 đô la Australia, tương đương hơn 77 triệu đồng cho một học sinh trung học.